người biểu tình Hồng Kông tuyên bố tiếp tục tranh đấu tin từ Hồng Kông Trung Cộng. Người biểu tình tại trung tâm thành phố Hồng Kông vẫn còn trên đường phố tuyên bố sẽ tiếp tục tranh đấu cho dân chủ, mặc dù khu đóng trại biểu tình chính đã bị cảnh sát giải tỏa. Hàng chục lều vải trong quận mua sắm Causeway Bay vẫn còn sau khi cảnh sát giải tỏa khu biểu tình trong quận Admiralty trong ngày hôm qua và bắt giữ 200 người. Sinh hoạt hàng ngày tại khu biểu tình ở Causeway Bay vẫn bình thường. Người biểu tình dọn dẹp sạch khu đóng trại được cấm biểu ngữ và sản phẩm nghệ thuật nói lên cuộc cách mạng dù. Cuộc tranh đấu cho dân chủ Hồng Kông được gọi là cuộc cách mạng dù sau khi người biểu tình dùng dù để chống lại cảnh sát khi họ bị xịt ớt cay trong ngày bị đàn áp đầu tiên trong tháng 9. Một người biểu tình nói rằng chính quyền đã không nghe đòi hỏi về việc chỉ định ứng cử viên và phổ thông đầu phiếu. Chính phủ vô trách nhiệm ở Hồng Kông chỉ muốn một điều là đưa người biểu tình rời khỏi đường phố.